Hello, xin chào quý vị và các bạn. Mình là Kevin Đức Nguyễn, Real Estate Broker từ Houston, Texas nha. Hôm nay Kevin xin quay lại với video để giới thiệu quý vị một cái khu nhà mới còn đang xây ở KT. Khu này nằm ở KT North, gọi là Jasmine High. Khu nhà này nó đã xây khá nhiều. Xây thêm á. Nhà đây đi rất là nhanh, giá đây trung bình từ 289.000 trở lên. Quý vị thấy có chữ Express á. Express tức là một chi nhánh của Dior Houghton. Dior Houghton có ba cái division khác nhau, có cái đầu gọi là Emerald, xong rồi Dior Houghton, xong rồi Express, tất cả là thuộc vô Dior Houghton hết. Thì cái Dior Houghton thì mình nghe rất là quen, mà tại cái đó là một cái biểu đồ lớn, coi như lớn, gần như lớn nhất Texas rồi đó, cho nên mình nghe rất là Dior Houghton nha. Đây là một chi nhánh của Dior Houghton, có biểu tất cả các material, mấy cái đồ vật liệu đồ giống như Dior Houghton thôi nha. Ok, căn nhà đầu tiên các bạn quý vị giới thiệu với quý vị là cái căn nhà trệt 1873 square feet, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm ha. Đây là nhà mẫu mà Kevin quay để giới thiệu cho quý vị. Bên hông là họ xây bằng siding nha. Ở phía trước là có một chút gạch thôi. Khi mà mình bước vô nhà đó thì cái này họ sẽ lót vinyl toàn bộ hết luôn. Cái loại vinyl này bây giờ nó rất là nổi tiếng luôn, rất là nhiều nhà họ dùng cái loại vinyl này bây giờ. Khi mình bước vô á là bên tay phải mình sẽ là một cái phòng. Xong rồi đi xuống á thì quý vị thấy cái mẫu floor plan cái loại này á, hoặc là họ build một cái bếp xong rồi nối vô phòng khách, xong rồi nó không còn build cái loại mà countertop mà có hai bước lên nữa, rất là ít. Bây giờ Kevin thấy rất ít builder xây cái loại đó, cho nên loại này rất là nhiều. Loại này, cái này, nhà này là nhà mẫu standard, trong đấy cái counter mình sẽ nhìn thấy họ làm bằng dán ép nha. Đó, rồi có microwave nè, rồi có nhà. Khi mà mình mua một cái nhà ở của Express Dior Houghton này á, thì mình sẽ được cái họ sẽ cho mình là bếp nè, microwave nó có sẵn nè, máy rửa chén và có hệ thống tưới nước phía trước và phía sau, màn cửa và hệ thống gara tự động luôn nếu mà mình mua. Còn nếu mà mình dùng nhà băng của họ đó thì mình sẽ được họ cho mình 5.000 nếu mình đi với nhà băng của Dior Houghton. Còn nếu quý vị trả tiền mặt á, thì nó bình thường thôi. Khi mình bước vô á, là mình sẽ thấy cái không khí của cái không gian của cái nhà nè. Nhà nó build là 9 feet, trần cao 9 feet ceiling. Nhà nhỏ nhắn xinh, căn này 1873 square feet, nhà mẫu, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà trệt. Đi ra phía sau á, thì trước khi bước ra ngoài á, là nó là cái phòng master bên tay trái của mình. Phòng master, rồi lót thảm, tất cả các phòng ngủ là được lót thảm. Và những cái chỗ nào mà họ thường gọi là wet area đó thì sẽ có vinyl hết luôn. Đây là cái không gian của cái phòng master. Nhà này thấy quý vị, đây cái này là phòng đựng quần áo đây. Cái tủ quần áo, buồng tắm á, thì họ xây một cái buồng tắm đứng luôn. Quý vị sẽ không thấy có bồn nha. Không có thấy có bồn, đây là cái toilet. Cho nên là nhà này á, khi mà họ xây á, thì sẽ xây một cái buồng tắm đứng giống vậy. Thì nó sẽ không có bồn. Thì nếu mà mình muốn thay đổi gì á, thì mình phải nói chuyện với người bán coi họ có cái sự thay đổi nào cho mình hay không. Ok, cái đó cũng là một cái nâng cấp. Đây là... Khi mà mình đi ra lại á, thì mình sẽ thấy bên trái của mình á, là mình đi ra sau vườn. Vào vườn này, thì cái nhà này nó có một cái patio sẵn luôn, một cái patio nhỏ nhắn xinh thôi. Nhà này cũng có đất, nhà cũng có đất vậy hết. Nhà này thì đất nó cũng khá rộng, không gian phía sau rất là rộng rãi. Ok,
cái vòi nước nằm ở ngay phía sau nhà. Cái hai cái cột đó là một cái nó gọi nó dây dây một cái nó để dây cây bồ, dây điện thoại cho trong cái không gian của mỗi nhà, thì nhiều khi có cứ cách mấy nhà thì nó có một cái giống vậy, nhưng mà đa số là sau lưng của mỗi nhà đều có cái đó, trừ cái thùng điện á. Thùng điện thì mỗi nhà nó lại mỗi cách mấy căn nó có một thùng điện. Đây là phía sau nhìn lên đây rất là đẹp, nhà nói chung là nó gọn gàng xinh xắn. Giá của căn này là 324.000 khởi đầu, 1873 square feet, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Thuế khu này đó là 2.8, tiền khu vực là 320 đồng. Máy giặt máy sấy không có nha quý vị, mình cái mua thì mình phải có máy giặt máy sấy. Nhà này nhà mẫu thì họ bỏ máy giặt máy sấy vô. Đây là gara, hệ thống gara họ làm cái cửa cũng rất là nhẹ và đẹp. Cái cầu thang đi lên để check hệ thống mà máy nước nóng máy lạnh đồ nằm ở trên cái nóc đó, mình muốn kỹ thì mình lên mình check nữa. Đây là một phòng nữa. Cho nên nhìn rất là đẹp. Đây cũng là một phòng. Tất cả các phòng chỉ có đèn thôi chứ không có quạt. Đây nhà vệ sinh. Đây là, đó. Quay lại phòng đầu tiên đây. Đó là cái không gian của căn nhà này, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1873 square feet. Đó, một những cái mà mình thấy ở trong đây là nó là standard hết, trừ khi mình muốn mình nâng cấp lên thì mình sẽ nâng cấp lên thôi. Đó là sơ sơ một chút Kevin giới thiệu quý vị cái căn nhà một tầng của Dia Horton, mình chi express là chi nhánh của Dia Horton, nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà trệt. Rồi bây giờ Kevin sẽ dẫn quý vị đi coi một căn nhà 2 tầng nha. Ok, thank you quý vị. Mời quý vị đi theo Kevin tiếp đi coi căn nhà 2 tầng. Ok, bây giờ Kevin mời quý vị theo Kevin đi coi căn nhà 2 tầng của Dior Horton Express Builder, là một chi nhánh của Dior Horton. 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Lần nữa thuế của khu này là 2.8, tiền khu vực là 320 đồng. Đây là cái vườn phía trước của nó đây. Cái nhà này là nhà mẫu cho nên họ thiết kế, họ có thể họ thiết kế rất là đẹp theo cái phong cách của nhà mẫu thôi. Khi mà mình làm thì mình cũng có cái vườn giống như vậy ở trước, nhưng mà nó không có được kiểu cách, cũng có cây ít hơn, có thể nhỏ hơn và không có làm kiểu cách nhiều giống như vậy. Khi mình bước vô bên trong là có một cái porch này, cái chỗ che nhỏ ha. Bên hai ở trước là gạch, ngay cái trước khi vô nhà nó là siding. Quý vị để ý tất cả mấy cái nhà standard này á, thì họ đều gắn lót vinyl hết luôn. Ở bên ngoài còn các phòng ngủ nó sẽ là thảm. Kế bên là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đây là full bath và một cái phòng kế bên. Đây là cái tủ để quần áo đây. Đây một cái tủ để quần áo kế bên cái phòng giặt. Là gara cái hệ thống vì thấy trước mặt nha, mà tankless, tức là một cái hệ thống này thì hồi xưa họ dùng cái thùng lớn rất là gồ ghề, bây giờ thay qua đổi hệ thống này rất là nhiều. Cái cửa gara cũng mới, nó nhìn rất là nhẹ, và khi mình mua cái nhà của Dior Horton này thì mình sẽ được cái hệ thống gara tự động ha. Mình bước vô là cái bếp bên tay phải. Tủ cabinet 30 inch cabinet nha quý vị. Có nhiều nhà nó có 42, có nhiều nhà 30 inch. Cho nên nếu mà mình thích nhà mà mình muốn nâng cấp lên thì mình phải để ý cái này. Tại cái này rất là quan trọng.
họ có cho mình nâng cấp lên 42 hay không, tại vì cái chiều dài của cái cabinet, của cái tủ á, thì mình phải hỏi họ, tại vì 30 inch này thì có nhiều khi có nhiều quý vị không có thích nó, tại nó nhỏ quá. Đây là không gian của phòng khách. Nhà này là 2160 square feet, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, phòng master nó nằm ở dưới. Tất trong phòng lót thảm hết luôn, đây là phòng master. Đây là nhà mẫu nha quý vị, cho nên có những cái thiết kế mà quý vị có thể nhìn thấy mà cái nhà mình build nó sẽ không có như vậy. Bước đó, cái này là chỗ để tủ quần áo, cái này là cái chỗ buồng tắm đứng, họ chỉ xây một cái như vậy thôi để cho nó dễ và không có cái thớp. Nếu mà mình muốn cái thớp thì mình phải nói chuyện với lại nhà thầu nha. Cái này là nhà vệ sinh đây, cái này toilet, cái này tủ để quần closet đây, tủ để quần áo. Gian phòng khách thì nhìn ra ngoài, phòng master thì sẽ nhìn ra ngoài. Phía bên ngoài của cái nhà nó có một cái cover patio. Cover patio nhỏ nhắn xinh xinh nhưng mà đủ cho mình sinh hoạt. Đây là đứng bên ngoài, phía sau mình nhìn vô lại đây. Nhà này là trần cao 9 feet từ ngoài đi vô nha quý vị. Rồi, đây là mình đi lên lầu. Khi bước lên lầu á thì sẽ có một cái phòng gọi là cái game room liền. Có một không gian rộng thì cái này chỗ để sinh hoạt ở trên lầu. Bên trái sẽ là một nhà vệ sinh nữa. Kế bên nó là một phòng. Và bên phải cũng là một phòng luôn. Cầu thang mình nhìn xuống. Căn nhà này là nhà mẫu 2 tầng 2160 square feet, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Cái phòng master nằm ở dưới. Giá khởi đầu là 340.000 nha quý vị. Nếu mình đi builder, đi loan của builder đó, thì họ sẽ cho mình 5.000. Và khi mình mua những cái nhà này của họ thì nó sẽ có bao gồm là có bếp nào, microwave, máy rửa chén. Và mình có hệ thống tưới cỏ trước và sau, màn cửa, tất cả các cửa sổ và hệ thống gara tự động. Vừa rồi là Kevin đã giới thiệu với quý vị hai căn nhà của D.L. Horton nằm ở KT. Khu này là KT North. Cái thuế của khu này là 2.8. Tiền khu vực là 320 đồng một năm. Nếu quý vị cần bất cứ thông tin gì thì quý vị có thể liên lạc với Kevin. Kevin là Real Estate Broker tại Houston, Texas. Kevin chuyên môn làm về mua bán nhà, quản lý cho thuê, đầu tư các bất động sản, vay tiền mua nhà. Số điện thoại Kevin là 281-748-4874, 281-748-4874. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Hẹn quý vị trong video lần tới.